Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta có mẫu đầm dáng đuôi đuôi cá. Mẫu đầm cắt rời ngang eo này, phía thân trên chúng ta sẽ có bổ mảnh nách, cổ là họng cổ tim và lá cổ sen. Tay sẽ là tay thường rồi nhé. Chờ. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Các bạn nào có nhu cầu mua cái dập gốc cơ bản Levi giống như mình đang có ở đây nhé, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này. Các bạn cũng mua sách giáo trình cắt may thiết kế dập. Đây công thức do tự tay mình soạn nhé. Sử dụng công thức đều là Levi hết. Được chưa? Giờ vào quyển sách này thì các bạn cũng có thể dựng được cái dập gốc Levi giống như mình đang có nhé. Ngoài ra khi các bạn mua sách thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có video hướng dẫn, đảm bảo dễ học dễ hiểu. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể đăng ký với mình qua Zalo ở trên này nhé. Ở đây chúng ta có phần thân trước và thân sau. Đầu tiên này, các bạn sẽ cắt rời cho mình đường hạ eo ở cả hai thân này ra. Chúng ta cắt rời ra này. Tiếp theo các bạn sẽ xác định cho mình phần đuôi cá. Đuôi cá này thì các bạn tùy theo độ dài của váy thì các bạn sẽ lấy đuôi cá đó, cho nó phù hợp nhé. Ví dụ mình sẽ lấy vào tầm khoảng này. Đó. Thì các bạn sẽ lấy cho mình hai phần trước phần sau bằng nhau nhá. Đó. Rồi chúng ta sẽ cắt rời nó ra. Đó. Bạn cắt rời ra. Ở đây chúng ta có phần thân trước này và phần thân sau. Chúng ta sẽ lấy này, các bạn sẽ chia cái phần dưới này ra cho mình thành các cái nan bằng nhau. Đó. Rồi thì các bạn sẽ ấm nó ra. Chưa? Ấm nó ra. Sau đó thì chúng ta sẽ giải tách nhé. Các bạn sẽ giải tách cái phần này ra. Chúng ta muốn làm đuôi cá độ rủ nó nhiều thì các bạn sẽ giải tách ra nhiều cho mình. Được chưa? Phần sau thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình nhé. Đó. Cái phần đuôi cá này đơn giản rồi nhé. Phần thân trên thì các bạn sẽ chiết cái ly này vào cho mình thôi. Chưa? Các bạn sẽ chiết cái ly này vào cho mình. Sau đó chúng ta may đuôi cá là xong. Rồi thân bên trên, chúng ta sẽ xử lý tiêu cái phần ly vai này. Kẻ cho mình một đường từ cổ vào chân ly, một đường từ nách vào chân ly. Chúng ta sẽ bấm thằng này ra. Sau đó thì các bạn sẽ đóng cho mình cái Levi này vào. Dán nó vào đây này. Đó. Tiếp đến thì các bạn sẽ dán bù thêm giấy vào đây. Chúng ta sẽ mở cái khoảng ở nách và ở cổ ra để cho nó bằng nhau nhé. Sau đó chúng ta sẽ kẻ lại đường vai con này. Và các bạn sẽ cắt bớt này đi. Phần cổ chúng ta sẽ chưa cắt hộ nhá. Cổ các bạn sẽ làm theo phần thân trước. Đó. Tiếp đến thân trước này. Đầu tiên thì các bạn sẽ bấm cho mình cái đường tâm ly này ra. Đóng cho mình cái Levi này lại. Đóng lại này. Chúng ta sẽ kẻ lại đường vai con. Và xác định cho mình ngang cổ chúng ta lấy ra tầm khoảng 9 đến 10 phân nhé. 9 đến 10 phân. Sâu cổ thì chúng ta sẽ lấy từ sâu cổ cơ bản xuống 9 cho đến 11 phân. Rồi các bạn nối hai cái điểm này lại với nhau này.
ta sẽ đánh cong đi một chút nha. Ngay giữa cổ này thì các bạn sẽ kẻ cho mình một cái ly, 5 ly ở đây. Xử lý để giảm độ bửa, tránh bửa cổ nha. Và các bạn sẽ đóng nó vào cho mình này. Ok. Rồi các bạn sẽ kẻ lại cho mình cái vòng cổ một chút. Ta cắt hai đi. Đó. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ đặt cho mình hai đường vài con thân trước thân sau vòng với nhau này. Đánh dấu nó vào đây. Hạ sâu cổ xuống mình là 3 phân. Vẽ vòng cổ ra đây. Chúng ta có bộ mảnh nách. Các bạn lấy cho mình điểm giữa. Điểm giữa vòng nách này. Chúng ta sẽ vẽ một đường cong vào đầu ly thân. Ok. Giờ đây thì các bạn sẽ lọc bỏ hết ly và cắt rời bộ mảnh ra cho mình. Ở phần thân sau này thì các bạn cũng sẽ lấy cho mình điểm giữa vòng nách này. Chúng ta sẽ vẽ đường bộ mảnh nách này ra. Rồi các bạn sẽ lọc bỏ hết ly này đi. Bây giờ này thì các bạn sẽ dán cho mình hai cái đường vai con của thân trước thân sau lại với nhau để chúng ta thiết kế được mẫu lá cổ nhá. Các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy như này. Chúng ta sẽ dấu lại vòng họng cổ này. Đó. Đường sống lưng nhá. Chờ đây đường giữa của thân trước này. Đây đường vai nhá. Chúng ta sẽ để xoay như này thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn nhá. Ngay đoạn phần chân cổ này. Bạn sẽ vẽ nó hơi chéo chéo ra phía bên này một chút. Chúng ta sẽ lấy khoảng bằng độ rộng của phần lá cổ này. Được chưa? Nó sẽ bằng phần vai con nhé. Nó nhỏ hơn một chút. Ví dụ đây mình sẽ lấy tầm khoảng 9 phân đi. Cái đầu lá cổ này thì các bạn có thể để nó rộng hơn nhé. Chúng ta lấy tầm khoảng 10 phân chẳng hạn. Ở phía thân sau, bạn kéo dài cái đường sống lưng này, chúng ta sẽ lấy tầm khoảng 9 phân. 9 này, 9 này, 10. Chưa? Rồi chúng ta sẽ vẽ một đường nối ba cái điểm này lại với nhau. Đó. Đánh lại cho mình cái vòng họng cổ cho nó tròn đi một chút, cho nó trơn đi một chút nha. Ok. Như vậy các bạn cắt ta là xong. Chưa?
Thì chúng ta may là chúng ta sẽ may như thế này. Đó. Hai cái hai bên nhá. Xem nhá. Ok. Tay thì các bạn sẽ làm tay thường thôi. Sau đó chúng ta sẽ các bạn may lộn cho mình hai cái nắp túi, chúng ta may kèm với cả cái đường hạ eo nhá. Các bạn sau đó chúng ta sẽ đính cái phần cúc ngọc này vào đây là xong. Được chưa? Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.